Truyện tích 31. Chuỗi mân côi với thiếu niên tàn tật 26 năm. Đây là một bằng chứng sống động. Em Phêrô Sử thuộc giáo xứ Thanh Xá, Bảo Lộc thuộc giáo phận Đà Lạt. Năm lên 14 tuổi, cha mẹ cho đi học. Tự nhiên, một hôm em cảm thấy hai chân bị đau nhức, tê tê. Ngồi xuống đứng lên không được, về nhà mách với cha mẹ. Nhưng không ai để ý, cho là em vật nhau chơi với mấy thằng bạn. Sinh ra như vậy, nhưng bệnh càng ngày càng trầm trọng. Lúc bấy giờ cha mẹ mới để ý thì bệnh đã phát nặng rồi. Nhà nghèo, cha mẹ phải chạy thầy thuốc tốn kém mà bệnh không hết. Em đành phải chịu tật kinh niên, đi đâu em cũng phải ngồi bệt xuống, lấy hai tay tì xuống đất, trống mà đi như con cóc nhãi. Thật tội nghiệp, cha em cũng già yếu không làm gì được, chỉ chăm lo việc nhà thờ, đọc sách yên ủi kẻ liệt, đưa rước mình thánh chúa cho bệnh nhân. Một hôm, ông đi giúp một người bệnh nhà giàu. Ông này tặng cho ba em một tượng Đức Mẹ hồn sắc lên trời. Ông đem tượng về nhà, bảo Sửu sửa soạn bàn thờ, trưng bày hoa nến, rồi bảo con từ nay mỗi ngày phải đến bàn thờ đọc kinh lần chuỗi mân côi, khấn cho được khỏi què quặt đi đứng với người ta. Sửu nghe lời cha dặn, và cứ ngày ba buổi sáng, trưa, tối đến trước bàn thờ Đức Mẹ đọc kinh lần chuỗi mân côi rất sốt sắng. Mỗi lần đi đâu là vất vả lắm, hai tay tì xuống đất và nhảy như con cóc, ai thấy cũng tội nghiệp. Bọn trẻ thì cười chọc. Một hôm đi lễ, vì nhà thờ quá xa không thể nào nhảy như vậy được, mẹ anh phải cõng. Nhưng bà già yếu mệt, dọc đường phải bỏ lại. Anh cố gắng nhảy đến nhà thờ, lên rước lễ anh cũng phải nhảy, làm cho cả nhà thờ chia trí. Có người bảo mẹ anh cháu bệnh thì bà bắt cháu đi nhà thờ làm gì. Từ đấy Sửu cứ ở nhà đọc kinh và khấn xin Đức Mẹ cứu anh được khỏe lại, đi làm giúp đỡ gia đình. Anh sốt sắng lần chuỗi mân côi và hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ mân côi. Một hôm có lễ trọng, anh phải cố gắng đi xem lễ và rước lễ. Anh cũng nhảy đến nhà thờ, nhưng lần này anh lại đến trú ngụ tại nhà một người quen. Chờ khi cha ra làm lễ thì anh mới nhảy đến tựa một gốc cột. Khi lên rước lễ, anh cố gắng nhảy lên và rước mình thánh chúa hết sức sốt sắng. Lúc anh đang tựa vào cột để cảm ơn chúa thì anh cảm thấy tự nhiên hai chân bớt đau nhức. Anh duỗi chân ra rồi cố gắng đứng lên được. Mừng quá, anh tự nghĩ chắc Đức Mẹ cứu mình. Rồi anh đứng thẳng như người không có bệnh tật gì. Để cho ai nấy khỏi bỡ ngỡ, anh lại cũng nhảy ra nhà trọ và không nói gì cho ai hay cả, kẻo ồn ào. Anh có ý để sự vui mừng này cho cha mẹ anh trước, rồi mới tuyên bố cho mọi người biết Đức Mẹ đã làm phép lạ cứu anh. Từ ngày Sửu bị vèo quặt chân cho đến khi được Đức Mẹ cứu khỏi bệnh là đúng 26 năm, Sửu đã lập gia đình và sống đạo đức thánh thiện, hoạt động tông đồ trong giáo xứ rất là tốt đẹp. Để cảm tạ Đức Mẹ, anh đã đăng tin phép lạ đặc biệt này trên các báo chí công giáo và thông báo cho mọi người biết. Hãy hoàn toàn tin tưởng vào chuỗi hạt mân côi mỗi khi gặp sự khó khăn hay bệnh tật nan y. Lời bàn: phép lạ Đức Mẹ đã ban rất là đặc biệt, và anh Sửu là một chứng nhân sống rõ ràng. Hiện nay anh Sửu còn đang sống ở Việt Nam. Qua chuỗi hạt mân côi, Đức Mẹ đã cứu không biết bao nhiêu là bệnh nan y. Nhưng phải có đức tin vững bền, chứ không phải chỉ mới lần hạt một hai lần rồi ngã lòng. Đi bác sĩ, đi nhà thương cứ đi, nhưng cứ phải tin tưởng vào quyền năng Đức Mẹ và cứ tiếp tục lần chuỗi mân côi. Anh Sửu trên đây được Đức Mẹ cứu cũng phải trải qua 26 năm đền tội. Tạ ơn Chúa.